Redmi K70 có phiên bản mới nè. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Park Công Nghệ nhé. Và trên tay của mình chính là em Xiaomi Redmi K70e. Mình đã cập nhật lên phiên bản mới nhất rồi, phiên bản 1.0.17. Và ok, ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test lại game ở trên em Xiaomi Redmi K70e này để xem là các bạn có thực sự là nên lên cái phiên bản này không và cụ thể chi tiết thế nào ấy. Bắt đầu video thôi nhá. Trước khi bắt đầu video ấy thì mình xin quảng cáo này, thì Shopee của Park Công Nghệ mình ấy có bán điện thoại IQ Z9, Z9 Turbo này, và ngoài ra ấy thì còn có rất nhiều những cái mã điện thoại gaming phone và máy tính bảng cực kỳ ngon cho anh em nhá. Rất nhiều phụ kiện như kiểu tay ga gaming này, quạt tản nhiệt xóa nóng lạnh, ổ cáp sạc của Realme, Xiaomi 120W, 80W, 65W, tất cả các mã đều có nha. Các bạn hãy lên Shopee tìm kiếm shop Park Công Nghệ, ấn theo dõi để cập nhật các thông tin mới nhất nha. Tựa game đầu tiên mình sẽ test ấy, chính là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Redmi K70e hiện tại vẫn là một chiếc máy cực kỳ xịn sò với cái mức giá tầm khoảng 6 triệu hơn một tí. Và nếu như các bạn nào áp mã săn sale trong những cái dịp sale lớn ấy, thì shop của mình đang thấy rằng rất nhiều bạn áp được cái mức giá 5 triệu rưỡi cho em Redmi K70e này. Với một cái thiết kế như này ấy, thì đúng là khỏi phải nói luôn rồi các bạn ơi. Đối với cả Liên Minh Tốc Chiến ấy, thì mình đã bật max setting 120fps rồi. Ok, sau khi vào game ấy, thì FPS có vẻ lên được 120 các bạn ơi. Mình sẽ bắt đầu đo FPS này. Nhiệt độ của máy ban đầu là 34,6 độ C, FPS thẳng tắp ở mức 120, không có xi nhê một tí nào cả. Nói chung ấy là quá là ngon rồi các bạn ạ. Ngon luôn anh em ơi. FPS khi mà giao tranh ấy thì có bị drop xuống một tí nhưng mà không đáng kể đâu. Ngon phết nhỉ. FPS thẳng tắp ở mức 119-121. Chơi tốc chiến mọi khi ấy, mình test ở trên những con máy Redmi Turbo 3 hay là Redmi K70 thì nó đều không ok cho lắm, nhưng mà riêng em này ở trong một cái nhiệt độ phòng khá là mát mẻ 26,9-27 độ C thì chơi game vẫn khá là ok đấy. Ngon luôn anh em ơi, ăn được hai mạng anh em này. FPS trong lúc giao tranh cũng chỉ 119-120 thôi. Redmi K70 ngon thế nhỉ. FPS bắt đầu có sự tụt giảm rồi, xuống 113-112 này. Sau 9 phút chơi game, nhiệt độ lên tầm khoảng 38,6 độ C. FPS tụt giảm xuống 110 rồi, không còn ổn định ở mức 120 nữa các bạn ạ. FPS lại 119-121 này các bạn thấy chưa? Nó chỉ bị một chút thôi chứ không có lúc nào cũng bị drop đâu. 114 này. Ngon phết nhỉ? Ngon luôn đây nhà mày. Cú leo về nhà giáo. Tức là sau một khoảng thời gian chơi ấy, máy nóng lên tầm khoảng 39 độ C thì vẫn có một sự tụt giảm nhưng mà nó không đáng kể đâu. FPS tầm khoảng trên 100 là chơi vẫn ngon rồi. Một lúc nữa mình sẽ chuyển sang những tựa game nặng hơn ấy, thì chắc là nó sẽ ok hơn ấy. Anh em nào mà chơi kiểu chơi mấy tựa game... Ngon chưa? Nhiệt độ của máy đang tầm khoảng 42. Phần nóng nhất là tầm gần con chip ấy, 42 độ C này. Đấy, còn lại ra thì cầm vẫn khá là ngon nhá, không bị nóng quá đâu. Ok, mình sẽ kết thúc đo FPS đối với tựa game tốc chiến nhá. Và đối với cả tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ấy, thì FPS max của nó sẽ là 121. Và sau tầm khoảng nửa tiếng mình chơi cái tựa game này ấy, thì FPS trung bình cho ra là 109,3. Khá là ngon đúng không nào. Và đây là biểu đồ FPS. Thời gian đầu này thì vẫn thẳng tắp ở mức 120, nhưng mà sau khi cái nhiệt độ nó nóng lên ấy, thì có vẻ bị tụt lún khá nhiều. Nhưng mà hầu hết ấy, là sẽ không bị tụt xuống dưới 60fps nhá. Trung bình sẽ luôn là trên 90. Đó, rất là ngon đúng không các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, tựa game Genshin Impact nhé. Đối với cả Genshin Impact ấy, thì mình sẽ để mức setting là 60fps này. Render resolution là 2.
và Shadow Quality mình sẽ để là low nhá. Thế mà mình cảm giác rằng ấy là cái mức setting này đủ chơi rồi anh em ạ. Sóng ơi, tôi giảm xuống 50-53 rồi. Quay sang mắt này một phát nó xuống 51-50 thôi nhỉ. Đối với Redmi K70E ấy, thì mình đã xóa roi xe rồi nhá, chứ không xóa roi xe ấy, tầm này nó bóp sấp mặt luôn anh em ạ. 52 FPS, dùng cái combo phát số 548 các bạn này, dùng cái combo phát số 48 luôn, bảo thật đấy. 43 FPS này, dùng chiêu phát số 43, ui 40 này, 41 này. 70 chơi Genshin vẫn ok phết nhở. Nhiệt độ mới chỉ lên tầm khoảng 41.4 độ C thôi. Nếu mà mình bật max setting ấy, khả năng cao nó còn lên nữa đây. Nhưng mà anh em chơi Redmi K70E chắc chỉ chơi ở mức setting trung bình như thế là ok rồi. Ok, đối với cả Genshin Impact ấy, thì FPS max của nó là 61 FPS và FPS trung bình chỉ là 54.6 thôi. Và tựa game này ăn đến tầm khoảng 5.07W điện, tức là nó hơn rất nhiều so với cả tốc chiến nhá. Và các bạn nhìn biểu đồ FPS này, khi mà mình combat ấy, thì nó có vẻ tụt giảm hơn một chút, nhưng mà bởi vì mình chỉ bật mức setting là trung bình mà thôi, cho nên ấy, nhìn tổng quan thì FPS của nó vẫn khá là ok. Cuối cùng mình sẽ chơi đến một cái tựa game nặng đô nhất của hôm nay là Go Stringway. Ui, xuống 39 luôn, 32 FPS anh em ơi, 26 này, ui lát quá anh em ơi. Mình không nghĩ rằng lượng chiếc máy này, ui dồi ôi, 27, 19 FPS anh em ơi. Uốn mốt này, lag thực sự luôn đấy, 20 FPS. Chắc tựa game này chỉ có gaming phone mới cân nổng thôi, chứ mình thấy rằng Redmi K70E đang tỏ ra quá yếu đuối trước cái tựa game này anh em ạ. Mình đang bật mức setting là trung bình rồi nhá, không phải mức setting đâu. Mà nó còn bị drop xuống như này thì chắc là game đang không ổn cho lắm. Tựa game này không tối ưu anh em ạ. Nhiệt độ máy không lên quá cao đâu, nhưng mà FPS tụt giảm nghiêm trọng. Mình sẽ kết thúc đôi FPS đối với tựa game Go Stringway nhá, chứ mình thấy là như thế này không chờ đâu. Đối với cả tựa game Go Stringway thì FPS max sẽ được 61 FPS, nhưng mà FPS cho mình chỉ được 35 thôi. Và mặc dù tựa game này cực kỳ lag ấy, nhưng mà chiếc máy này ăn không quá nhiều điện, chỉ có 4.38W điện như này, chứng tỏ rằng tựa game này đang không tối ưu. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình dẫn video tiếp theo hay hơn nhé. Tạm biệt các bạn.